15. Kinh A Nậu Di. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại nước Minh Ninh, đất A Nậu Di, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành A Nậu Di khất thực. Rồi Thế Tôn thầm nghĩ, bây giờ còn quá sớm để đi khất thực. Ta hãy đến khu vườn của Phạm Chí phòng già bà, cần phải đúng giờ mới đi khất thực. Thế Tôn đi đến khu vườn kia. Khi ấy, Phạm Chí từ xa trông thấy Phật liền đứng dậy nghinh tiếp, cùng chào hỏi rằng: "Hoan nghênh Cù Đàm, từ lâu không đến, nay do duyên gì lại khuất thất đến đây? Xin mời Cù Đàm ngồi chỗ này." Thế Tôn liền ngồi vào chỗ ấy. Phạm Chí ngồi một bên, bạch Thế Tôn: "Đêm hôm qua có tỳ kheo thiện tú người Lệ Xa đến chỗ tôi nói rằng: Đại sư, tôi không theo Phật tu phạm hạnh nữa. Sở dĩ vậy là vì Phật bỏ tôi ra ngoài. Người ấy nói với tôi những khuyết điểm của Cù Đàm. Tuy có nói như vậy, nhưng tôi không chấp nhận." Phật nói với Phạm Chí: "Ta biết ông không chấp nhận điều mà thiện tú kia nói. Xưa, một thời, ta đang ở trên tập pháp đường bên bờ hồ Di Hầu thuộc Tỳ Xá Ly. Khi ấy, thiện tú này đi đến chỗ ta, nói với ta rằng: Như Lai bỏ con ra ngoài, con không theo Như Lai tu phạm hạnh nữa. Ta khi ấy nói rằng: Người vì sao nói rằng con không theo Như Lai tu phạm hạnh nữa? Vì Như Lai bỏ con ra ngoài. Thiện tú đáp: Như Lai không hiện thần túc biến hóa cho con thấy. Ta khi ấy nói rằng: Ta có dời ngươi đến trong pháp ta tịnh tu phạm hạnh, rằng ta sẽ hiện thần túc cho ngươi thấy không? Hoặc ngươi có nói với ta rằng: Nếu Như Lai hiện thần túc biến hóa cho con thấy, nhiên hậu con mới tu phạm hạnh chăng? Khi ấy, thiện tú trả lời ta rằng: Không, bạch Thế Tôn. Phật nói với thiện tú: Ta cũng không nói với ngươi. Ngươi hãy ở trong pháp của ta mà tịnh tu phạm hạnh, ta sẽ hiện thần túc biến hóa cho thấy. Ngươi cũng không nói, hãy hiện thần túc cho con thấy, con sẽ tu phạm hạnh. Thế nào, thiện tú, theo ý ngươi, dù Như Lai có hiện thần thông hay không, pháp mà ta giảng thuyết, pháp ấy có khả năng dẫn đến xuất ly, tận cùng biên tế của khổ chăng? Thiện tú bạch Phật: Đúng vậy Thế Tôn, dù Như Lai có thị hiện thần túc hay không, pháp được giảng dạy đều có khả năng dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của khổ, chứ không phải không diệt tận. Cho nên, này thiện tú, ai tu hành phạm hạnh theo pháp mà ta giảng dạy thì có thể hiện thần túc, chứ không phải không thể. Vì pháp ấy dẫn đến xuất ly, không phải không thể xuất ly. Người còn mong cầu cái gì đối với pháp ấy? Thiện tú nói: Thế Tôn không tùy thời dạy con về khởi nguyên của thế giới, mà Thế Tôn biết hết, nhưng vì keo kiệt nên không dạy cho con. Phật nói: Thiện tú, ta có bao giờ nói với ngươi rằng ngươi hãy ở trong pháp ta tu phạm hạnh, ta sẽ dạy cho ngươi khởi nguyên của thế giới chăng? Đáp: Không. Cho nên này thiện tú, trước đây ta không nói như vậy, ngươi cũng không nói, vậy tại sao nay nói như thế? Thế nào thiện tú, dù Như Lai có nói khởi nguyên của thế giới hay không nói, pháp mà ta giảng dạy có dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của khổ chăng? Thiện tú nói: Như Lai có nói về khởi nguyên của thế giới hay không nói, pháp đã được giảng dạy có thể dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của khổ, chứ không phải không thể.
Phật lại bảo Thiện Tú: Dù ta có nói khởi nguyên của thế giới hay không, nhưng pháp mà ta nói có thể dẫn đến sự xuất ly, sự lìa khổ, thì ngươi còn tầm cầu cái gì trong pháp của ta? Phật lại nói với Thiện Tú: Ngươi trước kia ở trong lãnh thổ của người Bạc Xà, thuộc Tỳ Xá Ly, đã bằng vô số phương tiện xưng tán Như Lai, xưng tán chính pháp, xưng tán chúng tăng, cũng như một người khen ngợi một cái ao trong mát kia bằng tám cách khiến mọi người ưa thích: một lạnh, hai nhẹ, ba mềm, bốn trong, năm ngọt, sáu không bẩn, bảy uống không chán, tám khỏe người. Người cũng vậy, ở trong lãnh thổ Bạc Xà, Tỳ Xá Ly, xưng tán Như Lai, xưng tán chính pháp, xưng tán chúng tăng, khiến mọi người tin vui. Thiện Tú, nên biết, ngày nay ngươi bị lui sụp, người đời sẽ nói rằng, Tỳ kheo Thiện Tú được nhiều người biết đến, lại thân cận Thế Tôn, và cũng là đệ tử Thế Tôn, nhưng không thể trọn đời tình tu phạm hạnh, đã xả giới, hoàn tục, sống đời sống thấp hèn. Phạm Chí nên biết, khi ấy ta nói đủ lời, nhưng Thiện Tú không thuận lời dạy của ta, mà đã xả giới hoàn tục. Phạm Chí, một thời ta ở tại tập pháp đường bên bờ hồ Di Hầu. Khi ấy có Ni Kiền Tử, tên là Già La Lâu, dừng chân tại chỗ kia, được mọi người sùng kính, tiếng tâm đồn xa. Được nhiều người biết đến, lợi dưỡng đầy đủ. Khi ấy, Tỳ kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành Tỳ Xá Ly khất thực, đi lần đến chỗ Ni Kiền Tử. Bấy giờ, Thiện Tú hỏi Ni Kiền Tử bằng ý nghĩa sâu xa. Ni Kiền Tử ấy không đáp được, liền sinh tâm sân hận. Thiện Tú nghĩ thầm, ta làm người này bực bội, sẽ phải chịu quả báo lâu dài chăng? Phạm Chí nên biết, Tỳ kheo Thiện Tú sau khi khất thực về, cầm y bát đến chỗ ta, đầu mặc lễ dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Thiện Tú khi ấy không đem duyên cớ ấy mà kể lại với ta. Ta nói với Thiện Tú rằng, người ngu kia, người há có thể tự nhận mình là Sa Môn Thích Tử chăng? Thiện Tú giây lát hỏi ta rằng, Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà gọi con là người ngu, không xứng đáng tự nhận là Sa Môn Thích Tử? Ta nói, người ngu kia, có phải người đã đến Ni Kiền Tử mà hỏi ý nghĩa sâu xa, nhưng người kia không đáp được, bèn sinh sân hận. Người thầm nghĩ, ta nay làm người này bực bội, há sẽ phải chịu quả báo đau khổ lâu dài chăng? Người có nghĩ như vậy không? Thiện Tú bạch Phật rằng, người kia là A-La-Hán, sao Thế Tôn có tâm ganh tị, thù ghét gì ấy? Ta khi ấy trả lời rằng, người ngu kia là hán làm sao lại có tâm ganh tị, thù ghét? Ta không có tâm ganh tị, thù ghét La Hán. Người nay tự cho người kia là La Hán. Người kia có bảy sự khổ hạnh đã được gìn giữ lâu ngày. Bảy khổ hạnh ấy là gì? 1. Suốt đời không mặc quần áo. 2. Suốt đời không uống rượu, ăn thịt, cũng không ăn cơm và bột các thứ. 3. Suốt đời không vi phạm phạm hạnh. 4. Trọn đời không rời bốn tháp bằng đá ở Tỳ Xá Ly. Phía đông là tháp Ưu Viên, phía nam tháp Voi, phía tây tháp Đa Tử, phía bắc tháp Thất Tụ. Trọn đời không rời khỏi bốn tháp ấy, coi đó là bốn sự khổ hạnh. Nhưng người ấy về sau vi phạm bảy khổ hạnh này và mạng chung ở ngoài thành Tỳ Xá Ly, cũng như con chó sói bệnh suy vì ghẻ lở mà chết trong bãi Tha Ma. Ni Kiền Tử kia cũng vậy, tự mình đặt cấm pháp, sao lại phạm hết? Trước
tự thề rằng suốt đời không mặc quần áo, sau đó lại mặc. Trước tự mình thề rằng suốt đời không uống rượu, ăn thịt và không ăn các thứ bột, nhưng về sau lại ăn hết. Trước vốn tự mình thề rằng suốt đời không vượt qua khỏi 4 cái tháp: phía đông tháp Ưu Diên, nam tháp Voi, tây tháp Đa Tử, bắc tháp Thất Tụ. Nay trái lời hết, rời xa không còn gần gũi nữa. Người ấy sau khi vi phạm 7 lời thề ấy rồi, ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, chết trong bãi Tha Ma. Phật bảo Thiện Tú: người ngu kia, người không tin lời ta, người hãy tự mình đi xem, sẽ tự mình biết. Phật nói với Phạm Chí: một thời, tỳ kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành khất thực. Khất thực xong, lại ra khỏi thành, đi đến một khoảng trống trong bãi Tha Ma, thấy Ni Kiền Tử kia chết ở đó. Sau khi thấy như vậy, về đến chỗ ta, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên, nhưng không kể lại chuyện ấy với ta. Phạm Chí: nên biết, lúc ấy ta nói với Thiện Tú: thế nào, Thiện Tú, những điều ta ghi nhận về Ni Kiền Tử trước đây có đúng như vậy không? Đáp rằng: đúng vậy, đúng như lời Thế Tôn đã nói. Phạm Chí: nên biết, ta đã hiện thần thông chứng minh cho Thiện Tú, nhưng kia lại nói: Thế Tôn không thị hiện thần thông cho con. Lại một thời, ta ở tại ấp Bạch Thổ, nước Minh Ninh. Lúc bấy giờ có Ni Kiền Tử tên là Cứu La Đế, trú tại Bạch Thổ, được mọi người sùng kính, tiếng tăm đồn xa, được nhiều lợi dưỡng. Khi ấy, ta khoác y cầm bát vào thành khất thực. Tỳ kheo Thiện Tú lúc bấy giờ đi theo ta, thấy Ni Kiền Tử Cứu La Đế đang nằm phục trên một đống phân mà liếm bã trấu. Phạm Chí: nên biết, khi tỳ kheo Thiện Tú thấy Ni Kiền Tử này nằm phục trên đống phân mà ăn bã trấu, liền suy nghĩ rằng các A-la-hán hay những vị đang hướng đến quả A-la-hán trong thế gian không ai kịp vị này. Đạo của vị Ni Kiền Tử này là bậc nhất hơn hết. Vì sao? Người cố hạnh mới được như vậy, dứt bỏ kiêu mạn, nằm trên đống phân mà liếm bã trấu. Phạm Chí: bấy giờ ta xoay người theo hướng phải, nói với Thiện Tú rằng: người ngu kia, người há có thể tự nhận là Thích Tử chăng? Thiện Tú bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì sao gọi con là người ngu, không xứng đáng tự nhận là Thích Tử? Phật nói với Thiện Tú: người ngu si, người quan sát Cứu La Đế này ngồi chồm hổm trên đống phân mà ăn bã trấu liền nghĩ rằng trong các A-la-hán hay những vị đang hướng đến quả A-la-hán, Cứu La Đế này là tối tôn, tối thượng. Vì sao? Này Cứu La Đế này có thể hành khổ hạnh, trừ kiêu mạn, ngồi chồm hổm trên đống phân mà ăn bã trấu. Người có ý nghĩ như vậy không? Đáp rằng: thật vậy. Thiện Tú lại nói: Thế Tôn, vì sao sinh tâm ganh tị với một vị A-la-hán? Phật nói: người ngu kia, ta không hề sinh tâm ganh tị đối với một vị A-la-hán. Tại sao nay lại sinh tâm tật đố đối với một vị A-la-hán? Người, người ngu kia, bảo Cứu La Đế là một vị chân A-la-hán, nhưng người này sau 7 ngày nữa sẽ sinh bụng mà chết, tái sinh làm quỷ đói thay ma biết đi, thường chịu khổ vì đói. Sau khi mạng chung, được buộc bằng cọng lau mà lôi vào bãi Tha Ma. Nếu người không tin, hãy đến báo trước cho người ấy biết. Rồi Thiện Tú liền đi đến chỗ Cứu La Đế bảo rằng: Sa môn Cù Đạm kia tiên đoán rằng 7 ngày nữa ông sẽ bị sình bụng mà chết, sinh vào trong loài quỷ đói thay ma biết đi. Sau khi chết, được buộc bằng sợi dây lau và lôi vào bãi Tha Ma. Thiện Tú lại dặn: ông hãy ăn uống cẩn thận, chớ để lời ấy đúng. Phạm Chí: nên biết, qua 7 ngày,
Cứu La Đế bị sình bụng mà chết, tức thì sinh vào trong loài quỷ đói thay ma. Sau khi chết, được buộc bằng dây lâu và lôi vào bãi tha ma. Thiện Tú sau khi nghe Phật nói, co ngón tay tính ngày. Cho đến ngày thứ bảy, tỳ kheo Thiện Tú đi đến xóm Lõa Hình, hỏi người trong xóm: "Này các bạn, Cứu La Đế nay đang ở đâu?" Đáp rằng: "Chết rồi." Hỏi: "Vì sao chết?" Đáp: "Bị sình bụng." Hỏi: "Chôn cất thế nào?" Đáp: "Được buộc bằng dây lâu và lôi vào bãi tha ma." Phạm Chí: "Thiện Tú sau khi nghe như vậy, liền đi đến bãi tha ma. Khi sắp sửa đến nơi, hai đầu gối của thay ma động đậy, rồi bỗng nhiên ngồi chồm hổm dậy. Tỳ kheo Thiện Tú vẫn cứ đi đến trước thay ma, hỏi: "Cứu La Đế, ông chết rồi phải không?" Thay ma đáp: "Ta chết rồi." Hỏi: "Ông đau gì mà chết?" Đáp: "Cụ Đàm đã tiên đoán ta sau 7 ngày sình bụng mà chết. Quả như lời, qua 7 ngày ta sình bụng mà chết." Thiện Tú lại hỏi: "Ông sinh vào chỗ nào?" Đáp: "Như Cù Đàm tiên đoán, ta sẽ sinh vào loài quỷ đói thay ma biết đi. Nay ta sinh vào trong quỷ đói làm thay ma biết đi." Thiện Tú hỏi: "Khi ông chết, được chôn cất như thế nào?" Thay ma đáp: "Như Cù Đàm đã tiên đoán, ta sẽ được buộc bằng dây lâu rồi lôi vào bãi tha ma." Quả như lời, ta được buộc bằng dây lâu rồi lôi vào bãi tha ma. Rồi thay ma nói với Thiện Tú: "Ngươi tuy xuất gia mà không được điều thiện lợi. Sa môn Cù Đàm nói như vậy mà ngươi thường không tin." Nói xong, thay ma lại nằm xuống. Phạm Chí: "Bấy giờ tỳ kheo Thiện Tú đi đến chỗ ta, đảnh lễ xong, ngồi xuống một bên, nhưng không kể lại chuyện ấy với ta. Ta liền nói: "Như lời ta tiên đoán, Cứu La Đế có thật như vậy không?" Đáp: "Thật vậy, đúng như Thế Tôn nói." Phạm Chí: "Ta nhiều lần như vậy thì hiện thần thông chứng cho tỳ kheo Thiện Tú, nhưng kia vẫn nói Thế Tôn không hiện thần thông cho con thấy." Phật lại nói với Phạm Chí: "Một thời ta ở tại Tập Pháp Đường bên bờ hồ Di Hầu. Khi ấy có Phạm Chí tên là Ba Lê Tử đang ngủ tại chỗ kia, được mọi người sùng kính, có nhiều lời dưỡng. Người ấy ở giữa quần chúng Tỳ Xá Ly nói như vậy: Sa môn Cù Đàm tự nhận là có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa môn Cù Đàm tự nhận có thần túc, ta cũng có thần túc. Sa môn Cù Đàm đã đạt được đạo siêu việt, ta cũng đạt được đạo siêu việt. Ta sẽ cùng ông ấy hiện thần thông. Sa môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Sa môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn. Sa môn hiện tám, ta sẽ hiện 16. Sa môn hiện 16, ta sẽ hiện 32. Sa môn hiện 32, ta hiện 64. Tùy theo sa môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi." Phạm Chí: "Khi ấy tỳ kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành khất thực, trông thấy Phạm Chí Ba Lê Tử đang nói như vậy giữa quần chúng: Sa môn Cù Đàm tự nhận là có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa môn Cù Đàm tự nhận là có thần túc, ta cũng có thần túc. Sa môn Cù Đàm đã đạt được đạo siêu diệt, ta cũng đạt được đạo siêu diệt. Ta sẽ cùng ông ấy hiện thần thông. Sa môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Sa môn hiện hai, ta sẽ hiện bốn. Sa môn hiện tám, ta sẽ hiện 16. Sa môn hiện 16, ta sẽ hiện 32. Sa môn hiện 32, ta hiện 64. Tùy theo sa môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi." Tỳ kheo Thiện Tú sau khi khất thực xong, về đến chỗ ta, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên,
nói với ta rằng: Sáng nay con khoác y cầm bát vào thành khất thực, nghe ba lê tử ở Tỳ Xá Ly đang nói như vậy. Sa môn Cù Đàm tự nhận là có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Sa môn Cù Đàm tự nhận có thần túc, ta cũng có thần túc. Sa môn Cù Đàm đã đạt được đạo siêu diệt, ta cũng đạt được đạo siêu diệt. Ta sẽ cùng ông ấy hiện thần thông. Sa môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Cho đến tùy theo sa môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi. Sự việc ấy được kể lại cho ta đầy đủ. Ta nói với Thiện Tú: Ba lê tử ở giữa quần chúng, nếu không từ bỏ lời ấy mà đi đến ta, sẽ không có trường hợp ấy. Nếu người kia nghĩ rằng ta không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ quan điểm ấy, không xả bỏ kiêu mạn ấy, mà cứ đi đến Sa môn Cù Đàm, thì đầu ông ấy sẽ bị dở làm bảy mảnh. Không có trường hợp người ấy không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ kiêu mạn ấy, mà vẫn đi đến ta. Thiện Tú nói: Thế Tôn hãy giữ miệng, Như Lai hãy giữ miệng. Phật hỏi Thiện Tú: Vì sao ngươi nói Thế Tôn hãy giữ miệng, Như Lai hãy giữ miệng? Thiện Tú nói: Ba lê tử kia có uy thần lớn, có uy lực lớn. Giả sử ông ấy đến thật, há không phải Thế Tôn hư dối sao? Phật bảo Thiện Tú: Như Lai có bao giờ nói hai lời không? Đáp: Không. Phật lại bảo Thiện Tú: Nếu không có hai lời, tại sao ngươi lại nói Thế Tôn hãy giữ miệng, Như Lai hãy giữ miệng? Thiện Tú bạch Phật: Thế Tôn do tự mình thấy biết ba lê tử hay do chư thiên nói? Phật nói: Ta tự mình biết, và cũng do chư thiên đến nói cho nên biết. Đại tướng A Do Đà ở Tỳ Xá Ly này, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào trời Đao Lỵ, ông đến nói với ta rằng: Phạm chí ba lê tử kia không biết xấu hổ, phạm giới, vọng ngữ ở Tỳ Xá Ly, giữa quần chúng nói lời phỉ báng như vậy. Đại tướng A Do Đà sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào loài quỷ thay ma biết đi. Nhưng thật sự con thân hoại mạng chung sinh vào trời Đao Lỵ. Ta đã tự mình biết trước việc ba lê tử, và cũng do chư thiên nói lại nên biết. Phật nói: Kẻ ngu si, Thiện Tú, ngươi không tin ta thì hãy vào thành Tỳ Xá Ly, tùy ý mà rao lên. Ta sau bữa ăn